Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Anh Hùng Chí của tác giả Tôn Hiểu. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 8 hết thầy yêu và ghét, hồi một. Dương Quân bất hạnh chết trẻ. Niệm Tạc hạnh ngổ, Ngô cực đau lòng. Tích Quân cao tài, gửi nước mắt ngàn hành. Suy Quân đừng thế, chăm kết khổ tâm. Hồn như có linh, tất cáo hung ác điên cuồng. Đau thay, quái thú phù phục. Sau khi Dương Túc Quan bị rơi xuống sông rồi biến mất, kể từ sau đêm đó, Liễu Môn triển khai quân tìm kiếm liên tục trong nhiều ngày, đám người Lưu Vân và Ngũ Định Viễn cũng nỗ lực trục vớt, sau mấy ngày cũng không thấy bóng dáng Dương Túc Quan. Ba ngày sau, thấy vẫn không có tung tích, mọi người đều là lãnh lương bổng của triều đình, dù giao tình với Dương Gia có thâm sâu mấy chục lần cũng không thể cứ tiếp tục như vậy mãi nên tiến cử Lưu Vân ra mặt để hắn báo với Dương Đại học sĩ ý định từ bỏ. Lư Vân tới chỗ Dương Viễn, vừa mới mở đầu, Dương Phu Nhân đã thương tâm muốn chết, nhưng Dương Viễn lại như không có gì, bộ dáng vẫn bình đạm, sâu xa khó hiểu, không có nửa phần thất thố. Người ta chân tĩnh tự nhiên, định lực hơn người, Lư Vân sao có thể được như vậy? Sau khi hiểu ý tứ, cũng chỉ có thể hậm hực rời đi. Không biết vì sao, Lưu Vân trong lòng trước sau có cảm giác, tựa hồ dương túc quan vẫn chưa chết. Có lẽ là vì đồng liêu này khôn khéo lợi hại, nếu chết không minh bạch như vậy, hắn khó có thể tin được. Có lẽ, hắn còn êm đẹp sống ở một góc nào đó trên đời này, chỉ chờ thời cơ đến, hắn liền sẽ lại hiện thân, giống như phong lưu tư lang trung xuất quỷ nhập thần như trước. Thời gian rảnh rỗi trôi qua dễ dàng, sau khi gác chuyện của Dương Túc Quan sang một bên, đã đến lúc tính toán cho hôn sự của mình. Sắp đến đại hôn của Lưu Vân, đã nhiều ngày không tiện tá túc trong nhà nhạc phủ, nên dọn về nơi ở của mình. Trong đại hôn này, Lang là Trạng Nguyên Lang, Nương là Mỹ Kiều Nương, Lưu Vân Văn Trương Bác Đạt, Cố Thiến Hề Nhã Thiện Đan Thanh, hai người môn đăng hộ đối, đều là người tú nhã, tất nhiên là duyên trời tác hợp khó gặp. Điểm duy nhất không hoàn mỹ là ngôi nhà mới rách nát của hai người có vẻ như ngôi nhà mà Lưu Vân dùng để cưới vợ lập thê cũng chính là ngôi nhà mà hắn đã mua khi đỗ trạng nguyên năm đó. Ngôi nhà này có hai nhược điểm lớn, thứ nhất là cửa lớn làm bằng gỗ, bố cục tồi tàn, vào cửa có thể thấy giường. nhược điểm thứ hai là chật hẹp chen trúc, có một chiếc bàn lạnh lẽo cạnh cửa sổ, ăn cơm viết chữ đều ở trên đó, nhà rách nát như vậy nghênh đón giai nhân, thật sự khó coi. Quả nhiên sau khi nhị di nương đến đây thị sát, tức giận đến mức không mất xỉu, cầm chổi lông gà chọc quét vào Lưu Vân, suýt nữa gây ra náo động. Nhị Di Nương thở phì phì, cố tự nguyên cười tủm tỉm, thật là một người cha vợ sáng suốt, người ta thường nói, núi không cao có tiên tắc linh. Ngôi nhà này có huy hoàng tráng lệ hay không cũng chỉ là thứ yếu, quan trọng chính là nam lương thiện, nữ hiền thục, hai người yêu nhau thì cứ làm đi. Cố thiến nghề trời sinh là nữ nhi có chủ kiến, đã mấy ngày xem qua nhà mới động phòng, cũng như cha ngầm cười không để bụng, Lưu Vân liền cũng yên lòng, dù sao chính mình là ở Trường Châu làm quan, cuối tháng sẽ đưa Kiều Thê rời Kinh Thành, miễn cưỡng chấp vá mấy ngày, vẫn có thể đối phó dùng được. Hôm nay đã là ngày 10 tháng 8, năm ngày nữa sẽ đến đại hôn, cố tự nguyên đã phái người tới, nhờ quản gia lo liệu mọi việc, đảm bảo có không có lỗi. Sinh lễ, bà mối tiệc cưới đều do cố thượng thư âm thầm chuẩn bị, trừ phi Lưu Vân Lâm trận bỏ chạy, không thấy bóng dáng, nếu không hôn lễ này nhất định thành, chỉ là nghĩ tới nghĩ lui, làm ăn thua lỗ kiểu này thì nhiều quá, may mà chỉ sinh một nữ nhi bảo bối, nếu sinh bốn đứa, tứ thiên kim cùng xuất giá, chỉ sợ quan tài cũng sẽ không còn nữa. Đại sự có cố tự nguyên để ý, việc gì cũng có quản gia giúp đỡ, tân lang mấy ngày nay ăn không mùi rồi chỉ có thể là một số việc vặt vãnh sau bữa tối hôm đó hắn cắt trước mấy chữ hỉ lại trải lên đệm chăn thiêu hoa uyên ương đỏ thẫm lư vân ngồi ở trên giường nhìn thấy màn gấm chăn đỏ đầu giường rán hỉ nến đỏ ở bàn tưởng tượng ra khung cảnh động phòng hoa trúc nội tâm tất nhiên là ấm áp bất tận vui sướng vô cùng ấm áp thì ấm áp nhưng bên trong không khỏi như có chú nai nhảy nhót chú nai nhảy lên nhảy xuống trái phải đâm loạn hướng ngẫm lại còn 5 ngày, con nai lại nhảy lên xuống, không khỏi nhảy ra bệnh. Lư Vân khụ một tiếng, thầm nghĩ, nhân sinh tứ đại hỷ sự, ta đã trải qua ba điều, trong lúc này lấy trà đãi rượu, tự uống một chén đi. Lập tức chuẩn bị nước ấm, tự mình pha trà phẩm trà, cũng giúp bình tĩnh tinh thần. Cái gì gọi là nhân sinh tứ đại hỷ sự? Đó là lâu hạn gặp mưa rào, tha hương ngộ cố chi, đêm động phòng hoa trúc, khi tên đề bảng vàng, Lư Vân tay cầm chén trà, miệng khẽ mỉm cười. Đề danh bảng vàng hắn sớm đã được trải nghiệm qua, quả nhiên là đại bi đại hỷ, chua ngọt đắng cay tất cả đều có, còn suýt nữa ở thừa thiên môn bị người ta cười quần. Còn cố chi và cơn mưa rào, hắn đã trải qua bao vất vả, cảm nhận được sâu sắc, cuối cùng còn đêm động phòng hoa trúc này, một đêm xuân đáng giá ngàn vàng, lại không biết có cảm giác như thế nào. Nghĩ đến, thân lại nổi lên lửa lớn, Lưu Vân đã đến tuổi 30, ngày thường đọc nhiều y thư, tự nhiên thông hiểu việc nam nữ, tuyệt đối không phải là một thiếu niên vô tri Nhưng nếu tự mình trải qua, đây lại là lần đầu tiên. Mặc dù năm đó nhiều lần bị Tần Trọng Hải dẫn tới kỹ viện, nhưng Lưu Vân dựa vào khinh công không yếu, chân bôi dầu công phu tinh vi, ở thời điểm cuối cùng bỏ trốn mất giang. Nghĩ đến cố thiến hề hoa dung nguyệt mạo, cử chỉ kiều diễm hợp lòng người đêm động phòng hoa trúc này tất nhiên ý vị sâu xa lư vân tâm trí đang say mê tay cầm chén trà không tự giác mà run lên trà bắn tung tóe khắp người đang suy nghĩ miên man chợt nghe bên ngoài truyền đến một tiếng cười giọng nói trầm trầm như vậy biết người tới là một đại hán lư vân kêu lên một tiếng biết có khách tới vội vàng hỏi ai ở bên ngoài giọng nói đó cười nói là ta Lư Vân đại hỉ, vội vàng mở cửa, quả nhiên có một đại hán đang đứng trước cửa, nhìn hắn dáng người cao tráng, mặt chữ điền chính khi lẫm nhiên, chính là Ngũ Định Viễn tới. Đã nhiều ngày Ngũ Định Viễn bận việc công vụ, chưa từng đến gặp Lư Vân, khó có được hắn tranh thủ lúc rảnh rỗi, Lư Vân muốn chiêu đãi thật tốt, hắn vội vàng cầm ấm trà rót ra một bát đầy cho Ngũ Định Viễn, có chút luống cuống tay chân. Ngũ Định Viễn tự ngồi xuống, nhìn quanh rồi cười nói, phòng ở này của đệ rất độc đáo, ta chưa từng đến bao giờ. Lư Vân ngồi bên cạnh, ho khan hai tiếng, nói, dù sao ở kinh thành cũng không lâu, tạm chấp nhận cũng được. Ngũ định viễn mỉm cười nói, đúng vậy, đệ sau khi thành thân sẽ trở về Giang Nam, hai ngày này có chỗ là được rồi. Xác thật không cần phải phô trương, vừa nói vừa mở tay nải ra, chỉ thấy bên trong có một chiếc hộp gấm. Ngũ định viễn hai tay đưa đến trước mặt Lư Vân, thấy một đôi sư tử ngọc sống mái. Lư Vân là một người giám định ngọc có tiếng, vừa thấy sư tử đực kia chân dẫm càn khôn, sư tử cái đang chơi đùa với đàn con, lập tức biết đây là giả minh cầm ngọc sư hoa văn tinh tế, được làm từ loại ngọc tốt nhất. Ngũ định viễn mỉm cười nói, Lư Huynh Đệ, đại ca mấy năm qua đã nhận được rất nhiều ân tình từ đệ, mấy ngày nữa đến đại hôn của đệ, đây là một chút tâm ý. Lư Vân cuống quýt, xua tay nói, lễ này quá quý trọng, ta không thể nhận. Hắn đẩy hộp gấm trở về, thần thái rất kiên quyết. Ngũ Định Viễn cũng không vội tranh cãi với hắn, chỉ nắm tay Lư Vân, hòa nhã nói, vết thương trên ngực đã đỡ hơn chưa? Lư Vân thấy hắn nói gần nói xa, làm sao có thể trúng kế. Vẫn là không từ bỏ, nói, Định Viễn, chúng ta có giao tình đã lâu. Huynh đưa lễ vật quý trọng như vậy, mấy ngày đến chuyện tốt của Huynh và Diễm Đình cô nương, ta còn không muốn gióng trống khua chiêng lo lắng thu xếp, Huynh giúp ta đi. Ngũ định viễn nghe hai chữ Diễm Đình, sắc mặt bỗng nhiên hơi ảm đạm, thấp giọng liền nói, nếu có một ngày như vậy, ta chết cũng không tiếc. Lư Vân thấy thần sắc hắn kỳ lạ, nhất thời kêu than một tiếng, ngày dương túc quan biến mất, Diễm Đình vừa vặn ở bên cạnh, điều này có chỗ nghi hoặc. Nghĩ đến những gì đã nhìn thấy nghe thấy ở Miếu Thành Hoàng Trường Châu, không khỏi có chút lo lắng, thấp giọng liền nói: "Định Viễn, huynh và Diễm Đình thế nào?" Ngũ Định Viễn khẽ mỉm cười, vẻ mặt kỳ quái trước đó thoáng qua, trong chốc lát lại ninh định như thường. Hắn chăm chú nhìn Lư Vân, lại đẩy hộp gấm kia qua, cười nói: "Lư huynh đệ, Liễu Môn Tư tướng quan Hải Vân Viễn, hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta." trước mắt là đại hôn của đệ, lễ vật tới dù quý trọng đều nên là như thế, nào, nhận lấy đi. Lư Vân còn muốn từ chối, ngũ định viễn lắc đầu, nói, huynh đệ đừng nóng vội thoái thác, ở đây ta còn có thứ khác, sau khi đệ xem không thể không nhận. Lư Vân có chút khó hiểu, trên đời há có thể có lễ vật không thể không nhận, đang muốn một mực từ chối, ngũ định viễn đã cúi xuống, tự mình lấy ra một lọ nhỏ nói, cửu chuyển chính khí đan, ta xin ở chỗ hầu ra. Lư Vân nghe tên loại thuốc này rất hiên ngang lẫm liệt, nghĩ đến là thánh phẩm trị thương, hắn chỉ ổ một tiếng, lắc đầu nói, vết thương trên ngực ta cũng sắp lành rồi, sao phải phiền phức thế này. Ngũ định viễn mỉm cười nói, huynh đệ hiểu lầm rồi, cái này không phải để trị vết thương ở ngực. Lư Vân mờ mịt nói, không phải để trị vết thương ở ngực, vậy trị ở đâu? Ngũ định viễn thần bí mỉm cười, ánh mắt đảo qua xuống dưới, mỉm cười không nói. Lư vân thân run rẩy cả kinh nói, cái gì chính khí đan, cái này. Đến tột cùng là thứ gì? Ngũ định viễn mỉm cười nói, để còn chưa nghe qua sao? Hầu lão gia khiến thất phu nhân sinh được con trai, tất cả đều là do uy lực to lớn của cửu truyền chính khí đan này. Nhìn thấy Lư Vân đang mờ mịt, hắn lập tức nhét lọ thuốc qua, thấp giọng nói, cửu truyền chính khí đan dưỡng tinh bổ nguyên, Chín loại chân quý dược liệu được chọn lọc kỹ lưỡng, nung trong lò bắt quái 9981 ngày, quanh đề cửu truyền, chính khí không tiêu tan, thậm chí chính dương, nên cố tình lấy cái tên chính khí. Nếu không phải ta khổ sở cầu xin hầu ra, người vẫn không chịu cho. Lư Vân nghe xong đại uy lực, không khỏi trong lòng do dự, cầm lọ thuốc trong tay, thấp giọng nói, dùng như thế nào? Sắc mặt ngũ định viễn sáng lên, giống như bộ dáng ngựa quen đường cũ, thấp giọng lại nói, dùng trước nửa canh giờ, nhớ lấy, dược tính quá mạnh, không thể ăn nhiều, nếu không tất có đại hỏa. Lư Vân cả kinh nói, cái gì đại hỏa? Ngũ Định Viễn giả vờ thần bí, thấp giọng nói, ta cũng là nghe người ta thuật lại, hầu ra có một lần dùng quá liều, khiến thất phu nhân oán hận phàn nàn. Đệ thử qua liền biết. Lư Vân hít một hơi thật sâu, nhất thời kinh ngạc không nói ngũ định viễn bỏ thêm một câu dặn dò huynh đệ nếu đệ trả lại ngọc sư tử cho ta chính khí đan này sẽ không thể cho đệ cả hai thứ đều cần thiết biết chưa lư vân trợn mắt nội tâm dày vò khó quyết nghĩ đến ba thế hệ nhà họ lư ngày sau nếu muốn nhiều con nhiều cháu nhất định phải cần bảo bối này giúp đỡ lập tức một tiếng thở dài nói vì liệt tổ liệt tông chỉ có thể nhận lập tức nhét lọ thuốc vào trong ngực Bộ dạng rất thận trọng. Ngũ định viễn nhìn Lưu Vân bối rối, đột nhiên mỉm cười, Lưu Vân quay đầu lại với vẻ mặt rất xấu hổ, hai người nhìn nhau rồi đột nhiên mỉm cười, trong lúc nhất thời nhịn không được đều cười to lên. Ngũ định viễn vốn có chút u ám, nhưng bây giờ lo lắng đã tiêu tan. Hắn ha ha cười, nói Lưu huynh đệ, lần sau ta về Bắc Kinh, đệ phải bê cháu trai đến cho ta xem. Nếu không đừng trách ta đã rót cho đệ uống thuốc." Lư Vân cũng tự cười, bỗng nhiên trong lòng dùng mình ngơ ngác nói, "Lần sau hồi kinh." "Định Viễn, huynh, huynh phải rời kinh sao?" Ngũ Định Viễn thở dài, nói, "Không sai. Sáng sớm mai ta sẽ đi, Lư huynh đệ, ta tối nay là đến từ biệt đệ." Lư Vân lắp bắp kinh hãi, cuống quýt hỏi, "Sao lại đi gấp như vậy?" Ngũ Định Viễn nhìn xuống đất, nhẹ giọng nói, công văn triều đình mấy ngày nay đều thúc dục muốn ta sớm qua cư dung quan nhậm chức. Ta đã nhiều ngày vẫn luôn trì hoãn, chỉ là muốn uống rượu mừng trước khi rời đi, nhưng biên cạnh phía Bắc không thể không có người canh giữ, mấy ngày nữa Giang Sung sẽ phái người tới tra xét, chỉ có thể đi trước một bước. Lưu Vân nghe xong lời này, nhất thời rũ đầu xuống. Dường Túc quan bi thương, Tần Trọng Hải tạo phản, mấy người liễu môn lần lượt rời đi hoặc giải tán bây giờ ngũ định viễn cũng phải rời kinh thành lư vân quay đầu đi ảm đạm nói định viễn ta còn muốn nhờ huynh làm phù gì ngũ định viễn nghe xong lời này cũng không biết nên làm gì hai người đối diện nhìn nhau đều không nói gì một lúc sau ngũ định viễn chậm rãi đứng dậy nói sáng sớm mai ta phải rời đi diễm đình sợ hãi quá mức mấy ngày nay nàng có chút có chút tâm thần không yên ta phải trở về xem một chút. Lư Vân thở dài, nàng cũng đi theo sao? Ngũ định viễn ừ một tiếng, nói, lần này ta sẽ đi một hai năm, không chỉ có nàng, Sùng Khanh cũng đi theo ta. Lư Vân một đường đưa đến ngoài cửa, lúc này thời tiết chuyển lạnh, ban đêm sương lạnh dày đặc, ngũ định viễn Lư Vân y phục đơn bạc, liền nói, để sớm nghỉ ngơi đi, đã nhiều ngày không ai giúp để chuẩn bị, bản thân cũng đã vất vả rồi. Lưu Vân thở dài, nhàn nhạt, nhạt nói, ta hiểu. Ngũ định viễn chăm chú nhìn Lưu Vân, tựa hồ muốn nói lại thôi, lại hình như có chút không đành lòng rời đi, hồi lâu mới đột nhiên đi tới. Ôm chặt Lưu Vân, thấp giọng nói, huynh đệ, đại ca đi rồi, để phải chăm sóc bản thân thật tốt. Hắn không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Lưu Vân một mình đầu hẻm nhìn bóng dáng ngũ định viễn rời đi, nghĩ tới hai người một điều nhiệm bắc cương một người ở Giang Nam xa xôi, muốn gặp nhau không biết là tháng nào năm nào, nhất thời có chút xúc động, không khỏi thở dài. Chợt nghe tiếng bước chân vang lên, Lư Vân ngẩng đầu liền nhìn thấy một đứa trẻ đang chạy vào ngõ, nghe thấy tiếng trẻ con gọi, lư thúc thúc. Lư Vân khẽ mỉm cười, biết đứa trẻ trước mặt là Sùng Khanh, nghĩa tử của Ngũ Định Viễn, hắn cúi xuống cười nói: "Hảo hài tử, cha con vừa mới rời đi. Con đến tìm hắn sao?" sùng khanh lắc đầu nói không phải con tới tìm thúc thúc lư vân chớp chớp mắt cười nói con tìm ta muốn cùng thúc thúc đọc chữ sao bỗng nghe đọc sách viết chữ sùng khanh nhất thời than một tiếng dường như không rét mà run lư vân sờ đầu nó cười lớn nói được rồi tìm lư thúc thúc có chuyện gì là cha con đã quên thứ gì sùng khanh lắc đầu nói không phải cha con quên đồ là cô cô muốn đưa đồ lư vân giả làm khó hiểu nói cô cô ai là cô cô sùng khanh làm mặt quỷ cười nói lư thúc thúc giả ngu cô cô chính là cô cô người đã gặp rồi lư vân vỗ chán, thở dài một tiếng cười nói là cô cô đó à xin lỗi ta còn tưởng đó là mẹ con sùng khanh nghe xong lời này đầu tiên là ha hà cười dường như rất là vui mừng một lúc sau lại cúi đầu xuống không nói một lời lư vân ngồi xổm xuống lại cười nói sùng khanh thích cô cô là mẹ sao sùng khanh ảm đạm nói sùng khanh thích cũng vô dụng cô cô thích cha mới được lư vân bỗng nghe lời này trong lòng nhất thời dùng mình thầm nghĩ diễm đình đối với định viễn khách khí ngay cả hải tử này cũng đã nhìn ra nghĩ đến diễm đình sống ở nhà ngũ định viễn quan hệ giữa hai người nhất định là ngày một thân thiết, không ngờ đã nhiều tháng trôi qua vẫn không có tiến triển gì đáng kể. Hắn thở dài, nheo má sùng khanh, nói, được rồi, trẻ nhỏ đừng xen vào chuyện của người lớn. Vừa rồi con nói cô cô có một thứ đưa cho ta, đó là thứ gì? Sùng khanh ậm ừ, vội vàng cởi áo ngoài, lúc này mới là thời điểm trung thu, hải tử đã quấn trong một chiếc áo bông dày, Lưu Vân nhịn không được cười lên một tiếng, nói, mới đầu tu thôi sao đã mặc quần áo mùa đông. Sùng Khanh nói, cô cô sợ con lạnh nên cho con mặc. Vừa nói vừa lấy hộp ngọc từ trong lòng đưa cho Lư Vân. Lư Vân ngạc nhiên nói, đưa ta sao? Sùng Khanh nói, không phải, là cho gia đệ đệ. Lư Vân ngạc nhiên nói, gia đệ đệ. Kia lại là ai? Sùng Khanh hắt hơi, mơ mơ màng màng nói, cô cô, muốn thúc thúc giúp tặng lễ cho ra một hộp này cho nhi tử đệ đệ của gia. Lư Vân bật cười, mấy câu nói đó lại là gia, lại là thúc thúc, còn có đệ đệ, thẳng là kẹp bảy triền tám, đều hỗn tạp. Lư Vân lắc đầu cười, gia nào? Vị nào là gia? Sùng Khanh nói, chính là liễu lão gia. Cô cô của liễu gia sinh đệ đệ, muốn mời mọi người uống rượu. Nhưng chúng ta sáng sớm liền đi rồi, muốn thúc thúc giúp tặng lễ vật. Lư Vân khẽ kêu một tiếng, thầm nghĩ là liễu hầu gia đặt rượu trăng tròn. Hắn đang định hỏi lại thì đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua, sùng khanh dùng mình, mũi lại phun ra, suýt nữa bắn trúng Lư Vân. Lư Vân cuống quýt tránh ra, bỗng nghe thấy sùng khanh hắng giọng, khạc ra một ngụm đờm nhổ xuống đất. Lư Vân trong lòng hoảng sợ, thầm nghĩ, đứa nhỏ này thật có phong phạm nộ thương. Xem đứa nhỏ này đánh không ai dạy dỗ quả nhiên thô lỗ vô cùng hắn kéo sùng khanh lại dặn dò nói nghe rõ về sau phải học quy củ không được tùy tiện phun đờm người nói ân cần người nghe còn trẻ con sùng khanh chỉ ậm ừ kéo quần áo lư vân lau nước mũi rồi ngáp một cái tựa hồ có chốt mệt mỏi rồi bỏ đi lư vân cười khổ lắc đầu thật sự là người thiện bị người khinh thấy sùng khanh thường kính trọng ngũ định viễn như thần nhưng lại tùy tính như vậy với lư Thúc Thúc. Xem ra ngày thường cần phải là chi châu giả mặt lạnh nhiều hơn, cũng hảo trọng trấn uy danh, để mọi người biết mà cảnh giác. 4. chương 8 hết thầy yêu và ghét, hồi 2. Trở về phòng, Lưu Vân cất hộp ngọc đi, thấy bên trên phủ đầy sơn vàng, nghĩ đến đồ vật bên trong rất có giá trị. Lưu Vân lo lắng thẩm nghĩ, hầu ra là chủ hôn của mình, ngày mai là tiệc rượu trăng tròn của con ông, lễ thượng vãng lai ta cũng phải chuẩn bị chút quà tặng. Lần này đại hôn Lưu Vân, tuy ở thời buổi rối loạn, nhưng Liễu Ngang Thiên vẫn chiếu cố nhiều mặt, không những chỉ xúc động hứa hẹn chủ hôn mà còn lén gửi quà đến cố phủ, coi mình là gia trưởng nhà trai. Tôn trưởng quan tâm như thế, Lưu Vân tất nhiên là vô cùng cảm kích, muốn chuẩn bị quà tặng thỏa đáng. Lễ thượng vãng lai là tư tưởng lễ của khổng tử lễ coi trọng việc có đi có lại lưu vân thân là chi châu trường châu lần này khó có dịp về kinh tự cũng mang theo rất nhiều sản phẩm nổi tiếng trở về trong đó nhiều nhất là lá trà nghĩ tới liễu ngang thiên thích phẩm trà lập tức lấy lá trà từ trong bọc hành lý muốn chọn loại trà cực phẩm làm quà tặng lá trà tuy không phải là thứ sang quý gì nhưng trà giang nam cũng có sang hiếm quý lạ như kim nạm ngọc bích la xuân trà xanh lục an trà long tỉnh được mệnh danh là xanh thơm, ngọt ngào, đẹp mắt, chất lượng hàng đầu được định giá bằng lượng, xa gần lừng danh, kinh thành không dễ chọn mua. Lư Vân lần này mang về lá trà, dụng ý tất nhiên là giúp trường châu khai hỏa danh khí, nếu vương công đại thần uống ngon thì hương dân có thực phẩm ngự dụng, sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, cũng có thể buôn bán tốt hơn về sau, tuyệt không để nơi khác dành trước mỹ danh. Lư Vân mở bọc hành lý, lấy từng hộp trà ra, chỉ đợi lấy ra chân quý trong đó để làm quà ngày mai, lục lọi khắp nơi, mở ra từng hộp để người hương, bỗng nhiên nhìn thấy một cuốn sách mỏng trong hộp trà, Lưu Vân hơi kinh ngạc, thấy trang sách cũ kỳ ố vàng, bìa sách lại không có chữ, không biết là thứ gì. Nếu gia đình của phủ Trường Châu đặt nhầm chỗ thì có vẻ không giống lắm. Lư Vân đầy mặt nghi hoặc, lập tức đi tới bên cạnh bàn, vội vàng lật lại dưới ánh nến vừa thấy lại càng cảm thấy kinh ngạc thấy những trang bên trong trống rỗng không có nửa chữ giống như vô tự thiên thư lư vần ngây người sau một lúc lâu không thể đoán được lai lịch của cuốn sách này lại càng không biết là người nào đặt trong bọc hành lý của mình hắn lật xem thật lâu cũng không nhìn ra điều gì lập tức đặt cuốn sách cổ lên bậu cửa sổ không hề để ý tới khuấy động một lúc đã là đêm khuya đêm thu lạnh lẽo Lưu Vân tuy có nội lực hộ thân, không sợ cảm lạnh, nhưng dù sao cũng là một cái ghế lạnh không bằng một chiếc giường ấm áp. Hắn ruội eo lười, vội vàng cởi áo ngoài, muốn lên giường cuộn trong chăn. Còn chưa lên giường, đột nhiên mỗi người thấy một mùi hương, hương vị không giống Phật đường đàn hương, cũng không phải mùi trà, ngược lại giống mùi thơm trong vườn hoa ban đêm, thấm nhân tâm, say sưa ấm lòng, làm nhân tâm sinh dị tường. Lư Vân hơi kinh hãi, vội ngửi quần áo chính mình thoáng chốc nhíu mày lắc đầu đêm qua trước khi đi ngủ vẫn chưa tắm giặt mặc dù không hôi đến tận trời cũng không phải là mùi vị thơm tho gì mùi thơm thoang thoảng như thế chắc chắn không phải mùi cơ thể mình hắn lại ngửi ngửi bỗng nhiên cảm nhận được trong chăn có một mùi hương cẩn thận lắng nghe hình như giống như có người đang đắp chăn che đậy tiếng thờ lư vân đại kinh thất sắc thầm nghĩ chăn bông có sát thủ hắn sợ hồ mị nhi đột nhiên xuất hiện vội vàng lăn người về sau bày ra tức vô song liên quyền trầm giọng nói tôn giá là ai tại sao quấy giày mỏng của người khác trốn trong chăn tôn giá tiếng sưng hô tôn trọng người đối diện chăn bông nhẹ nhàng run lên dường như truyền ra tiếng cười một góc chăn lộ ra làn da trong suốt như pha lê nhìn kỹ hơn lại lộ ra một đôi chân trần lư vân hắc một tiếng thầm nghĩ xác thực là sát thủ. Hắn vung quyền cước, nói, tôn giá không ra, đừng trách ta không khách khí. Lúc này chăn bông tiếp tục được kéo ra, lộ ra khuôn mặt nhu mỹ cười khúc khích, nghe nàng cười nói, cái gì tôn giá không tôn giá, xem chẳng sợ hãi như vậy. Lư Vân tập trung nhìn vào, thấy một mỹ nữ đang nằm trên giường, lại chính là cô Thiến Hề. Lư Vân đỏ bừng mặt, nói, nàng sao nàng lại ở trên giường của ta? Trên giường, cố thiến hề mở to đôi mắt đẹp, lại cười nói, Lư Lang, ta muốn ngủ cùng với chàng, được không? Lư Vân thứ nhất không biết nàng vì sao tới đây, thứ hai không biết tại sao nàng lại muốn ngủ cùng, nhất thời sắc mặt tím tái, đột nhiên. Thành, không, thành, lời không thành tiếng, từ không diện ý, một luồng nhiệt xông ra khỏi đầu, đỏ mặt tía tai, thân mình khẽ run lên. Cố thiến hề thấy hắn đứng yên không nói, thấp giọng liền nói, khó khăn mới lèn được ra khỏi nhà, mệt mỏi vô cùng, chàng lại không cần, ta cần phải đi rồi. Nàng bò dậy, chuẩn bị chui ra từ song cửa. Nhìn cửa sổ kia không đóng chặt, nghĩ đến nàng 89 phần 10 là từ cửa sổ chui vào. Đêm thu xe lạnh, cố thiến hề thỏ đầu ra khỏi chăn, lập tức run lập cập. Lư Vân sợ nàng cảm lạnh, ấp úm nói, đừng đừng về nàng nàng cứ ngủ trong phòng ta đi ta ta ngủ trên bàn cũng được giọng nói cô thiến hề quyến rũ nhẹ giọng nói sao có thể thế được ta thế này không phải là tu hú chiếm tổ sao chàng lại đây đi lư vân quay đầu đi đầu óc choáng váng thiến hề chuyện này là thế nào mấy ngày nữa chúng ta sẽ thành thân nàng sao đột nhiên lại đến đây chẳng lẽ chẳng lẽ Cố Thiến Huệ không kiên nhẫn chờ lâu, nhìn không được dỗi nói, ta biết điều này không hợp quy củ, chàng nếu không thích, ta lập tức đi về. Người ta đã thành tâm như vậy, làm sao có thể từ chối được? Lư Vân ngượng ngùng, nhất thời mắt xem tứ phía, tai nghe bát phương, nghe thấy trong bán kính khoảng 10 trượng không có âm thanh dị thường nào, lúc này mới yên lòng. Hắn cúi đầu khoanh tay, bộ dáng kính cẩn rồi đi về phía mép giường đang muốn kho mình hành lễ, chợt thấy cô thiến hề dịu dàng cười khẽ, sốc chăn bông lên, lộ ra đôi chân xinh đẹp, lại cười nói, Lư Lang, lại đây. Lư Vân đại kinh thất sắc, khí huyết cuồn cuộn, lùi về sau ba bước, đá đổ hai hộp trà. Lại nghe thấy thịch một tiếng, cửu truyền chính khí đan trong lòng ngực rớt ra. Các hộp trà lăn loạn trong phòng, thoáng chốc hơn chục hộp trà rơi xuống. Cô Thiến Hề hơi kinh ngạc nói, sao lại có nhiều hộp trà như vậy? Nàng nhặt chính khí đan lên, thấy hộp trà này đen nhánh mà thô xấu, liền nói, đây là loại trà mới gì vậy? Bình thật xấu. Lư Vân vội nói, đó là dược, không phải lá trà. Cô thiến hề ồ một tiếng, mở hộp ra nhìn xem, thấy thuốc có mùi hăng, nhất thời nhíu mày nói, mùi thật khó ngửi, đây thật là dược sao? Tiện tay đưa lại bình cho Lư Vân, Lư Vân đang định cầm, đột nhiên chạm vào cổ tay trơn trượt của nàng, kinh hãi tay run, chiếc bình cứ như vậy bị đổ ngược, thoáng chốc 10 viên thuốc đã đổ ra ngoài, lăn bốn phương tám hướng. Lư Vân chấn động, linh đan diệu dược không dễ có được, trăm triệu không thể đánh rơi, lập tức thể hiện thân pháp quyền cước đã lâu không dùng, chỉ thấy hắn túm lấy bình, xoay vai lại, ném mình xuống đất, thoáng chốc bắt được 7-8 viên thuốc, thấy 3 viên thuốc dưới chân sắp rơi xuống đất bám bụi, hắn ấn lòng bàn tay phải xuống đất, thân mình trường ra, thuận lợi tóm được thêm hai viên thuốc. Lư Vân nhẹ nhàng thở ra, há mồm nói, nguy hiểm thật, dược này rất khó có được, cũng không thể thiếu. Lời còn chưa kịp nói ra, một viên thuốc đã lăn khỏi bàn, rơi vào cổ họng hắn. Lư Vân trong lòng kinh hãi, vội vàng đứng trồng ngược lên, liều mạng nôn ra, nào biết thuốc vào miệng sẽ tan ngay lập tức, trong nháy mắt biến mất. Lư Vân lại sợ lại hoảng, kêu khổ thấu trời, thoáng chốc khoanh chân đà tỏa, tính toán vận công đuổi dược lực ra khỏi cơ thể. Cố thiến nghề thấy hắn bỗng nhiên khoanh chân ngồi xuống, nàng vội vàng xuống giường, nói, làm sao vậy? Dược kia có độc sao? Dài nhân bước đến đối diện, giống như xuất thủy phù dung, thân thể tựa sát vào vai mình, ấm áp mềm mại. Lư Vân liếc nhìn thấy đôi vai ngọc của người yêu, đôi mắt to sáng chớp chớp quyến rũ động lòng người gấp bội. Độc khí dâng lên, sắp tận số. Lư Vân nỗ lực vận công ngăn cản, thầm nghĩ, hoàng thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, Lư Vân đọc đủ thứ thi thư, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Đát kỳ ngọc hoàn quyến rũ cũng không thể mê hoặc, tây tử chiêu quân đẹp cũng không thể khuất phục, lư mỗ thì tuân lễ pháp, giáo dưỡng thiên địa hắn trong lòng cảm thấy thoải mái, liền lại mở bừng mắt. Khoảnh khắc mở mắt ra, nhìn thấy cô thiến hề đang e ấp đứng trước mặt một đôi chân mọc như pha lê và làn da trong suốt sáng đến độ có thể soi bóng người là lướt thân thể mềm mại gần trong gang tấc chỉ cần chính mình lấy hết can đảm ôn hương nguyễn ngọc liền có thể ôm đầy cõi lòng khóe miệng lư vân run lên thân thể khẽ động đẩy bỗng nhiên tâm hữu linh tê liền lấy từ trong tay ra một đồng xu trong miệng yên lặng cầu khẩn rồi ném xuống đất cô thiến hề ngạc nhiên nói chàng đang làm gì vậy? Lư Vân không ứng không đáp, chỉ bò tới nhìn đồng xu, thoáng chốc kinh ngạc cảm thán nói, là mặt trước. Hai mắt phát ra dị quang, mạnh dạn đứng dậy. Cố thiến hề ngơ ngác nhìn, chỉ nghe Lư Vân trong miệng lầm bầm, tụng đạo, phu tử dạy ta, trời âm đất dương, lưỡng tình tương duyệt, tự sinh tương trường, hiếu kinh có môn, vô hậu vi đại, chu quan có môn, con cháu đầy đàn hôm nay đúng lúc thiên thời địa lợi nhân hòa, trên trời dưới đất tổ tiên cha mẹ phù hộ Lưu Vân ta hoàn thành nghiệp lớn. Thiện tay thiện tay, hắn như niệm kinh, xài bước chạy về phía cửa, nhanh tay nhanh chân khóa lại, lại lảo đảo chạy về phía cửa sổ, nhanh chóng đóng cửa sổ lại, nhìn thấy cửa sổ đã vững như núi Thái Sơn, cửa phòng khóa đến kín không kẽ hở, đột nhiên xoay người lại, ánh mắt sáng ngời nhìn cố thiến hề, như thể đã biến thành người khác. Cố thiến hề giả ngáp một cái, ngượng ngùng nói, người ta có ý tốt đến gặp chàng, chàng lại luôn hành động kỳ lạ, ta mặc kệ chàng. Sau đó trở lại giường, cuộn chăn lại, quay mặt vào vách tường tự đi ngủ. Trong phòng tối om, như đêm khuya, mùi thơm trên giường nồng nàn, dài đã ngáy vào giấc. Lư Vân nhìn thấy cửa phòng và cửa sổ ông đều khóa chặt, cho dù hoàng đế có mang người tới tấn công, sợ rằng cũng không vào được dược lực công tâm, đi vào dạ dày, cố thiến hề sớm đã búi tóc, lộ ra phần sau cổ trắng nõn mê người, Lưu vân huyết khí dâng lên, hoắc mắt một cái, đã phi thân lên giường, cùng chăn cùng gối với vị hôn thê của mình, hai người cách xa nhau ba tấc năm phân. Gần hương tình, Lưu vân tiến sát vào người giai nhân, lại có chút sợ hãi, khàn giọng nói, thiến hề, thiến hề, nàng ngủ rồi sao? Đã nghe người cùng gối hơi thở nặng nề, Cố thiến hề tựa hồ đã ngủ say, Lưu Vân nuốt nước bọt, run rẩy vươn tay ra muốn ôm lấy thân thể nàng. Bà tức năm phân bất quá cách một bàn tay, giờ phút này duỗi tay lại như ba vạn năm ngàn trường, khiến người ta khó có thể vượt qua. Lư Vân dựa vào đại uy lực chính khí đan, nỗ lực ra tay, khó khăn đụng tới vai ngọc, cảm thấy cơ thể cố thiến hề hơi cử động, tựa như sắp tỉnh dậy. Lư Vân kinh hãi, nhanh chóng thu tay lại, nằm thẳng xuống hai mắt chừng nhìn trần nhà một lúc sau cố thiến hề vẫn không xoay người vẫn còn ngủ sao lư vân không dám cử động nữa trong lúc bối rối chỉ có thể cầu trời lần nữa liệt tổ liệt tông tại thượng lư gia ta tân hỏa tương truyền trăm triệu không thể đoạn tuyệt cha trên trời có linh thiêng phù hộ hải nhi hôm nay cần phải hoàn thành sứ mệnh không phó gửi gắm sau đó bái trần nhà ba bái thấp giọng cầu khẩn đang tụng kinh cầu nguyện, chợt nghe bên tay truyền đến một tiếng cười khẽ, nói, chẳng bái cái gì vậy? Đầu giường có thần sao? Lư Vân khẽ kêu một tiếng, vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy bên gối giai nhân một tay chống cằm, đang cười nhìn mình, Lư Vân một thân ngọn lửa tiêu tán, xấu hổ nói, ta, tay ta đau, muốn trụm hai tay lại, di chuyển, này, nàng nhìn xem, liền giống như vậy. Chắp tay trước ngực, lại lần nữa a di đà phật cô thiến hề mỉm cười nhìn hắn vẫn không nhúc nhích lư vân cười gượng nói nàng nhìn xem chỉ cần bái hai lần nữa tay sẽ không còn đau nữa tinh thần tỉnh táo nàng có muốn thử không Tỉnh lang ở mép giường mo ngo ngoe dục dịch cô thiến hề lại cũng không tức giận cặp mắt to kia của nàng thông tuệ sáng ngời rất là thiện giải nhân ý một lúc lâu sau chợt nghe nàng nhẹ nhàng cười nói Lư Lang, chẳng muốn ôm ta, đúng không? Lư Vân sợ hãi cả kinh, xua tay nói, không phải. Không phải, dư há háo sắc thay, dư bất đắc dĩ cũng. Quân tử chính khí, chỉ vu đan, tuy cửu chuyển bát hoang không thể. Miệng toàn là lời bậy bạ vô nghĩa, cố thiên hề lại khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, lư lang, chẳng nếu thật dám bỏ xuống lễ giáo, lại đầy hôn ta ta nhất định sẽ nghe lời chàng. Lư Vân kêu lên một tiếng, không khỏi vừa mừng vừa sợ, duỗi tay ra ôm, cô thiến hề dựa trên ngực hắn, đầy mặt thẹn thùng, nhẹ giọng nói, vết thương đã tốt hơn chưa? Lư Vân đại hỉ nói, tốt, sớm đã tốt. Hắn lật thân mình qua, mặt hướng tình nhân, nhìn thấy cô thiến hề tóc xóa trên gối, gò má hơi đỏ lên, Lư Vân vui mừng đến muốn khóc thành tiếng, đang định đưa miệng qua hôn lại nghe thấy cô thiến hề nghẹn ngào đã khóc trước. Lư Vân sầu thảm nói, nàng làm sao vậy? Ta, ta còn chưa phi lễ. Cô thiến hề không để ý đến hắn, chỉ vòng tay ôm lấy Lư Vân, khóc nức nở. Lư Vân trong lúc hoảng loạn, không dám làm chuyện xấu nữa nên nhanh chóng nằm xuống, khẽ vuốt tóc đẹp, ôn nhu an ủi nói, có gì không vui, nói với ta đi. Cô thiến hề nhìn chăm chú Lư Vân, khóc nức nở nói, Lư lang, ta rất sợ hãi. Ta rất sợ hãi, mí mắt ta không ngừng nháy, luôn cảm giác có chuyện lớn sắp xảy ra. Lư vân trong lòng dùng mình bừng tỉnh. Hắn ngồi thẳng dậy, tay trái ôm vòng eo cố thiến hề, hôn lên má nàng rồi nói, nàng sợ ta cũng xảy ra chuyện, phải không? Cố thiến hề dựa vào ngực hắn, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, khẽ gật đầu. 4. chương 8 hết thầy yêu và ghét, hồi 3. Kết thúc chương 8, Lư Vân trong lòng hiểu rõ, bùi ngùi thở dài một tiếng. Trong thời kỳ loạn thế, luôn là cuộc chiến sinh tử. Dương Túc quan kết giao rộng rãi, lòng dạ thủ đoạn đều đạt hàng cảnh giới, với kiến thức nhân phẩm như vậy của hắn còn bị đánh lén bên bờ sông Vĩnh Định, huống chi là mình cương trực công chính. Nếu mình gặp phải tuyệt cảnh, sẽ phải bỏ chạy như thế nào? nghĩ đến cố thiến hề trong lòng sợ hãi mới bất chấp lễ giáo đến gặp mình cố thiến hề ngước nhìn hắn nhẹ giọng nói hứa với ta đời này chàng không được rời bỏ ta được chứ lư vân khẽ mỉm cười lắc đầu nói thiến hề nàng thật sự không nên nói những lời như vậy cố thiến hề luống cuống không khỏi mặt run lên nước mắt trào ra hai tay nắm chặt cánh tay lấy lư vân hoảng nói lư lang chàng lại muốn làm chuyện mốc nghếch nữa phải không? Vừa kinh vừa sợ, đột nhiên cảm thấy trên mặt ấm áp, bàn tay Lưu Vân nhẹ nhàng chạm tới, như thể đang an ủi chính mình. Cố thiến hề kìm nén nước mắt, ngẩng đầu nhìn tình lang. Chỉ thấy hắn cúi đầu, duỗi tay ghẽ vuốt tóc mình, trong mắt tràn đầy nhu tình thương tiếc. Lư Vân lại cười nói, một năm trước, cũng là tại thành Bắc Kinh này, nàng còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở đâu không? Cố Thiến Huệ thở dài nói, tại một quán trà. Năm đó Dương Châu biệt ly, không gặp lại nhau, cho đến khi tương ngộ ở quán trà năm trước, hai người mới có thể gặp mặt. Ai ngờ ngạo cốt thư sinh không chút nào quý trọng lương duyên, hai người ngồi với nhau chẳng được một lát, hắt phất tay áo kiêu ngạo rời đi, ném lại nàng cho Dương Túc Quan. Cố Thiến hề đến nay hồi tưởng việc này, vẫn cảm thấy chua sót khó nhịn, nàng quay mặt đi, nước mắt suýt nữa lại rơi xuống. Lư Vân lắc đầu cười nói, thiến hề a à thiến hề, nàng vẫn luôn cho rằng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Kỳ thực, ta đã sớm gặp nàng rồi, cô thiến hề kêu nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, chàng có tới đi tìm ta sao? Ta, sao ta lại không biết? Lư Vân nhẹ nhàng cười nói, nàng sẽ không biết. Nếu ta không nói, nàng sẽ không bao giờ biết. Cô thiến hề thấy hắn mỉm cười không nói, nhất thời bướng bỉnh nói, chẳng đó, đừng úp úp mờ mờ. Lư Vân lắc đầu nói, cũng thật hổ thẹn, ta không muốn nhắc đến. Cô thiến hề hôn lên mặt hắn, nói, chẳng không được chơi xấu, hổ thẹn ta cũng muốn nghe. Lư Vân không nhịn được cười, hắn nhẹ nhàng vuốt gò má cô thiến hề nói, năm đó ta mới tới Bắc Kinh, ngày nhớ đêm mong, lại không dám gặp nàng điều duy nhất có thể làm là đợi ở quán rượu đối diện nhà nàng mong có thể nhìn thấy bóng dáng nàng cố thiến nghề đường đường là tiểu thư quan gia nào biết gần nhà lại có một tiệm rượu bẩn thỉu nghe được lời này lại ngây ngần cả người lư vân lại tiếp tục nói lúc đó mỗi lần đèn lồng rực rỡ bật lên ta liền đến ngồi trong tiệm nhìn cửa sổ nhà nàng lần lượt sáng lên ta sẽ ngồi ngây ngốc như thế nhìn vào nhìn bóng người đi tới đi lui bên cửa sổ đoán xem ai là ai, tưởng tượng tình cảnh bên trong. Mãi đến tận đêm khuya tĩnh lặng, khi ngọn đèn dầu lần lượt tắt, tối sầm, ta cũng uống đến say mới một mình về nhà. Hắn lần đầu tiên thổ lộ chuyện cũ, lại có chút nghẹn ngào. Cố Thiến Huệ trong lòng rất cảm động, nàng trước nay cho rằng Lưu Vân là thư sinh ngạo cốt như vậy, tình trường đi là đi tới là tới, cũng không biết hắn lại thâm tình như vậy. Nhất thời trong lòng kích động, ôm chặt lấy hắn lư vân khẽ vuốt gương mặt ái thế ôn nhu nói sau khi rời dương châu không có nàng tâm ta cũng đã chết muốn đến gần nàng lại sợ làm tổn thương nàng muốn quay đầu tránh đi lại khó khăn lắm mới bước đi được ta như cái xác không hồn giống như sống bên trong địa ngục cho đi gặp gỡ được một người thức tỉnh ta ta mới lần nữa sống lại cố thiến hề lau nước mắt hỏi hắn là ai Lưu Vân nhẹ nhàng nói, nàng biết hắn, hắn là Tần Trọng Hải. Cố thiến nghề che miệng ngạc nhiên, không ngờ Tần Trọng Hải trong lòng tình lang lại quan trọng như vậy. Lư Vân thở dài, nói, định viễn là huynh đệ hoạn nạn, túc quan cũng coi như có chút giao tình, nhưng bọn không tâm giao bằng Trọng Hải. Năm đó hắn ngồi tù, lòng ta thực khổ, biết rõ rất khó, nhưng vẫn muốn đánh cược một phen, nàng biết đó, hắn hắn nếu cô đốc chết ở pháp trường ta ta đời này sẽ không tha thứ cho chính mình hiện giờ tuy đã vật đổi sao rời hốc mắt vẫn đỏ lên cố thiến hề nghe hắn nghĩa khí như vậy nhìn không được thở dài sâu kín nói ngay cả khi không còn được gặp lại ta chàng cũng không quan tâm phải không lư vân lắc đầu nói nếu trọng hải chết ta sẽ thay hắn báo thù sẽ thay hắn chăm lo nhi tử hắn đi xa khởi binh tạo phản ta cũng yên lặng vì hắn cầu nguyện. Nhưng nàng thì khác, ta không thể nhìn thấy nàng, sẽ luôn nhớ và nghĩ đến nàng, bất kể nàng đi đâu, ta đều phải tìm được nàng. Cho dù là trốn ở góc phòng trộm nhìn nàng, cho người ta châm chọc cười mắng, ta cũng cam tâm tình nguyện. Cô Thiến nghề kêu nhẹ một tiếng, run giọng nói, "Chàng. Chàng thật sự?" Lư Vân gật gật đầu, hắn ôm lấy người yêu, chôn mặt mình dưới mái tóc của nàng thấp giọng nói, tương tư nhiều khổ, cuộc đời của ta đã gặp vô số khó khăn, lại chưa từng nhớ đến một người như vậy. Ngủ cũng nhớ, tỉnh dậy cũng nhớ, năm đó vì yêu nàng, người khác đều cười ta si tâm vọng tưởng khi ta hủy hoài suy sụp, thiến hề, mặc kệ bọn họ thấy ta thế nào, ta không để bụng. Môi hắn chạm nhẹ vào tai cô thiến hề, nhẹ giọng nói, tình yêu của Lưu Vân dành cho nàng đến chết không phai cố thiến hề vừa buồn vừa vui thoáng chốc dùng sức ôm lấy hắn hôn đáp lại cũng là mệt mỏi một đêm hai người mặt đối mặt nằm xuống trong lòng đều là bình an hỉ nhạc cố thiến hề gối lên ngực tỉnh lang để hắn vòng tay qua vai nàng hai người mấy ngày nữa sẽ trở thành phu thê đối với nhau không chút kiêng kỵ lập tức tay chân đều ôm lên lúc này mới yên tâm ngủ căn phòng tối tăm lại đầy nhu tình trên bậu cửa sổ lại có ánh sáng xanh nhàn nhạt, nhạt. Sách cổ kia như dạ minh châu, ẩn ẩn hiện lên mấy chữ triện. Ánh lân quang mờ nhạt bay lên, như thể kiếm thần sống lại, bảo vệ những người yêu nhau trong lúc loạn thế. Một giấc này nhẹ nhàng vui vẻ, ước chừng ngủ đến bình minh, chỉ là lưu vân ăn đan dược, dược tính vẫn chưa bị loại bỏ, dược tính của chính khí đan chuyển sang trạng thái ngủ yên, chờ thời điểm bùng nổ. Quả nhiên cũng không biết ngủ bao lâu, một mùi thơm thoang thoảng sộc vào mũi, nhân tâm say mê. Lư Vân trong lòng rung động, trong đầu mơ màng hồ đồ, có chút không biết đang ở đâu, thoáng chốc dược lực cửu truyền chính khí đan được kích hoạt, bùng nổ liên tục, trong mộng không kịp trợn mắt, vội vàng quay cuồng thân mình, ôm cái gối bên cạnh. Đang lúc kích động, đột nhiên bên giường vang lên một tiếng cười ngọt ngào, nói, chàng ôm gối làm gì? Ngủ mơ sao? Lư Vân tỉnh lại, nhận ra mình đã gặp mạnh gối, bộ dáng buồn cười, hắn khụ hai tiếng, vội vàng ngồi dậy. Trong phòng ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ, đã là thời điểm mặt trời lên cao, cô thiến hề ngồi ở mép giường, đang mỉm cười nhìn chính mình. Lư Vân đỏ mặt lên, nói, nàng dậy rồi à? Cô thiến hề khẽ gật đầu, ôn nhu nói, thấy chàng ngủ ngon, ta không đành lòng đánh thức chàng. Lư Vân kêu lên một tiếng, đang muốn đứng dậy, lại thấy khóe miệng cố thiến hề mỉm cười, duỗi tay vẫy vẫy, nói, còn ôm cả gối, trông chàng đáng thương như vậy. Lại đây, để ta yêu thương chàng. Dược lực của chính khí đan lại lần nữa bùng nổ, thân ảnh Lưu Vân chợt lóe đã ngồi bên cạnh cố thiến hề, vui vẻ nói, nàng muốn yêu thương ta. Yêu thương thế nào? Chợt thấy cố thiến hề nghiêm khuôn mặt, mắng, cưng chiều. Thoáng chốc cổ họng chợt lạnh, kinh ngạc nhìn thấy, cô Thiến hề tay cầm thanh đao, chĩa về phía cổ họng mình. Lư Vân sầu thảm nói, "Mau hạ đao xuống, đừng mưu hại thân phu nàng." Cô Thiến hề cầm trong tay chính là một con dao cạo râu, nàng bưng tới một chậu nước cười nói, "Một thanh đao có thể lấy mạng Lư đại nhân." Tới đây, ngoan ngoãn ngồi xuống, ta giúp chàng cạo mặt, chốc lát nếu ngoan, có khi sẽ thưởng cho cái gì đó." Nói rồi vấn khăn vải quanh người Lư Vân, vui vẻ chờ đợi di chuyển dao. Cố thiến hề tay cầm lưỡi dao sắc bén, sắn tay áo lên, lộ ra cánh tay ngọc trong suốt, cười ngọt ngào nói, ta sớm đã muốn làm việc này. Mỗi lần nhìn di nương cạo dâu cho cha, ta luôn cảm thấy rất vui. Hôm nay cũng muốn thử xem, người là dao thớt, ta là cá thịt, trong lòng Lưu Vân tràn đầy sợ hãi, nghĩ rằng hôm nay là ngày bất lợi phải chịu khổ, lập tức cúi đầu khoanh tay, mặt khổ bất động, để người ta sâu xé tứ phía, chỉ là cũng kỳ quái. Cố thiến hề thật là trời sinh đã giỏi dùng dao, trên mặt không những không đau mà đôi tay trắng sờ lên mặt còn mềm nhẹ thoải mái. Lư vân trời sinh tính mộc mạc, từng gánh mì cầm cuốc, có khi nào được hưởng sự dịu dàng như vậy? Nhất thời hai mắt híp lại, gần như ngủ thiếp đi. Đáng tiếc hắn thư sinh mặt trắng, không có nhiều dâu, vuốt ve mấy cái liền sạch sẽ tươi tắn, không để lại nửa dấu vết. Cạo dâu xong cũng là lúc thay quần áo, cố thiến hề hưng phấn muốn Lưu Vân mặc chiều phục, phải mất nửa canh giờ mới mặc xong. cố thiến hề đánh giá Lưu Vân từ trên xuống dưới, gật đầu nói, kỳ thật gương mặt chàng vuông, có có chút dâu ngược lại tuấn tú. Mấy năm nữa, chờ chúng ta có hài tử, chúng ta sẽ để dâu. Nhìn sườn mặt xinh đẹp của nàng, trong mắt tràn đầy vui sướng, tựa như đang suy nghĩ lang quân nên để dâu như thế nào, thực sự coi Lưu Vân như búp bê vải để ngắm nhìn. Mặc quần áo xong cũng đã qua trưa, hai người cũng chưa đói lắm, liền pha một bình trà, Lưu Vân mở cửa sổ, gió mát lùa vào phòng, càng dễ chịu hơn. Năm đó là thân phận thư đồng và tiểu thư, cảm thấy không thoải mái khi ngồi chung bàn ăn, giờ đây đôi tình nhân đã vượt qua bao rào cản khoảng cách, cuối cùng bên nhau lâu dài hai người yên lặng nhìn nhau, đều cảm thấy mỹ mãn. Lư Vân mắt nhìn ái thê, trong lòng vừa vui mừng vừa an ủi. Hắn nắm lấy bàn tay trăng nón của cô Thiến Hề, cười nói, Thiến Hề, tối nay còn ngủ chỗ ta không? Cố Thiến Hề xấu hổ mặt đỏ bừng, mắng nói, chẳng hỏi cha, nếu ông ấy đồng ý, ta sẽ ở lại. Lư Vân thấy nàng xấu hổ, nhịn không được cười ha ha. Hắn chỉ hỏi đùa thôi, mấy ngày nữa cố thiến hề sẽ xuất giá không biết còn có bao nhiêu lễ nghi phiền phức đang chờ nàng hắn khẽ mỉm cười nói nàng tối hôm qua một đêm không về nhà nếu bị cha mắng cứ đẩy cho ta có ta đảm đương cho nàng đôi mắt xinh đẹp của cố thiến hề lưu truyền liếc mắt một cái ngọt ngào nói chàng có thể đảm đương cái gì còn không phải bị đánh giống nhau sao lư vân cười nói lời này của nàng sai rồi Ta ra giày thịt thô, có thể sống sót tốt hơn nàng. Nếu cha nhẫn tâm đánh gãy chân phải của ta, ta có thể đưa chân trái lên cho ông ấy để ông đánh thật thoải mái. Cô Thiến hề cười khúc khích, nói, ta muốn nói cho cha biết chàng nói ông ấy tàn bạo đến thế nào. Hai người đang cười, chợt nghe tiếng ván cửa vang lên, lại là có người tới cửa. Lư Vân sắc mặt run lên, vẻ bình tĩnh không còn nữa, hoảng nói, thảm nhạc phụ đại nhân thật sự đến tìm người vậy phải làm sao bây giờ mới tốt cố thiến hề mỉm cười nói việc này không nhọc chi châu đại nhân nhọc lòng người tới là bạn không phải địch chính là nữ tử ái tướng lư vân hơi tò mò không biết cố thiến hề một tiểu thư nhà quan học được cách kết bè bạn với người trong giang hồ khi nào đang muốn mở miệng dò hỏi nội tình chợt nghe ngoài cửa truyền đến tiếng của tiểu hồng nói tiểu thư đến giờ rồi, chúng ta phải về thôi. Lư Vân nguyện miệng cười, mới biết ái trong miệng cô Thiến Huy là ý gì. Cô Thiến hề chớp chớp mắt, mỉm cười nói, đêm qua mẹ vào chùa nghỉ một đêm, cha lại tiến cung diện thánh, trong nhà không có ai, nữ tử lúc này mới nhàn rỗi, vội vàng tới hầu hạ Lư Đại Nhân. Lư Vân nhẹ nhàng thở ra, bỗng nghĩ đến nhị di nương, hồ bà này nếu là không thấy tiểu thư, đó là việc thảm sát ngàn đao, đang định hỏi thăm, cô Thiến hề lại đã xong, chỉ nghe nàng cười nói, chàng đừng lo chỗ di nương, người thân của bà ấy đã dọn đến Bắc Kinh, tối qua di nương bận rộn sắp xếp cho bọn họ, nào có nhàn rỗi để ý tới chúng ta. Lư Vân thoáng thoải mái, nói, di nương còn có thân thích. Ta biết không, cô thiến hề chẹp miệng một cái, nói, sao có thể không biết. Thiếu chút nữa đã đánh chàng năm đó, Lư Vân ăn một tiếng, nói là hai cha con bùi thịnh. Cố thiến hề nhíu mày nói, không sai, đúng là tay ăn chơi kia. Lư đại nhân không mang thù, ta còn chờ giúp chàng báo thù đây. Lư vân vội vàng xua tay, nói, năm đó là năm đó, hiện giờ là hiện giờ. Vật đổi sao rời, đừng gây chuyện thị phi. Cố thiến hề còn trần trừ, ngoài cửa tiểu hồng chờ đến có chút không kiên nhẫn, nghe nàng than thở nói, tiểu thư nhanh một chút, về nhà muộn hơn di nương một bước lại tội nghiệp tiểu hồng lại phải nghe ngâm nga bảo điển lư vân nghe nàng ta nói kỳ lạ không khỏi không nhịn được mà bật cười nói bảo điển gì thế cố thiến người nhanh nhẹn ra cửa cao giọng nói đây là từ điển về đêm của di nương sáng tạo chuyên dạy những người không trở vào ban đêm cách tự cứu mình lư chi châu ngày sau nếu phải dùng tới cũng có thể mượn để xem chúng ta cùng bàn luận học hỏi trước khi đi hai người bốn mắt giao nhau không hẹn mà cùng nở nụ cười ngoài cửa sổ ánh mặt trời sán lạn giờ khắc này sâu sắc như thế lại lại làm người khó quên cố thiến hề và tiểu hồng cùng về nhà lư vân hãy còn cười to không ngừng cố thiến hề cả ngày bị mẫu thân quản muốn ra ngoài nhất định phải tạo nên vô số lý do nghĩ đến qua nhiều năm tháng tất sẽ có vô số hiểu biết lư vân mỉm cười đột nhiên sắc mặt run rẩy Thái Tỏa chính là cao thủ bịa đặt lý do, sau này nếu như mình đêm không về nhà, cũng không biết thoát tội như thế nào. Thái Tỏa ý chỉ là vợ. Chợt vào lúc này, ván cửa lại vang lên, Lưu Vân lại cười, nói: "Thiến hề sao? Làm sao lại tới nữa?" Ngoài cửa truyền đến tiếng nói nam tử, cười nói: "Thiếu Tây, Lưu Chi Chơi đang chơi đánh bài ngựa sao?" Khi đó, đánh bài ngựa được chia thành đông, bắc, tây, nam xuân hạ thu đông, các quân bài được chơi theo màu, trăm năm sau lưu hành thành bài mặt trượt. Người nọ nói như thế tất nhiên là ý trêu ghẹo Lưu Vân đỏ bừng mặt, đứng dậy nói, là ai vậy? Nam tử kia cười nói, không nhận ra giọng của ta sao? Ta là vi tử tráng. Đêm nay hầu ra mời khách uống rượu, tìm ngươi qua đó. Liễu ngang thiên sinh con trai, tối nay muốn uống rượu trăng tròn, việc này Lưu Vân tự nhiên sẽ hiểu, vội vàng đi mở cửa, quả thấy ngoài cửa một đại hán từ béo mập đang đứng đó, đúng là hộ vệ hàng đầu của liễu ngang thiên. Vì tử tráng nhìn vào trong cửa không thấy ai nữa, nhìn không được có chút thắc mắc, nói, ngươi không phải đang chơi hổ giấy đó chứ. Tại sao lại một mình lầm bà lầm bầm? Lư Vân cười nói, ta ngủ đến mơ hồ. Đừng để ý đến ta. Vì tử tráng rũi người, ngáp một cái, ngượng ngùng nói, tối hôm qua định viễn tìm ngươi sao? Lư Vân thở dài, đúng vậy, hắn rời đi vội vàng, ngay cả rượu mừng của ta cũng không kịp uống. Vì tử tráng phi một tiếng nói, giống như gấp rút đầu thai vậy, hôm trước bẩm báo hầu ra phải đi. Cũng không biết tiểu tử này suy nghĩ cái gì, cũng không ai đuổi hắn đi, thật là. Lư Vân trong lòng cảm thấy tò mò, đêm qua định viễn nói là triều đình hạ công văn, nghe vi tử tráng nói như vậy, dường như có ẩn tình khác, đang định hỏi, chợt nghe vi tử tráng nói. Nghe định viễn nói, hình như Âu Dương Nam ở Trường Châu tặng ngươi một thanh kiếm, tên là Vân Mộng Trạch, việc này đúng hay không? Lư Vân thấy hắn xoa tay gãi mặt, cảm thấy ngứa ngáy, liền biết hắn nhất định đang muốn mượn xem, nhất thời cười nói, tin tức của vi hộ vệ cũng thật nhanh, chuyện gì đều không thể gạt được ngươi. Lập tức từ tủ quần áo lấy ra bảo kiếm, tùy tay đưa qua. Vì tử tráng ngây ngẩn cả người, mắng, mệt ngươi vẫn là người luyện võ. Thế mà ngươi lại cất thần kiếm trong tủ quần áo, không sợ nó buổi tối lén lút khóc sao? Lư Vân cười gượng nói, ta không hiểu kiếm pháp, kiếm này nếu phải có linh, sớm đã khóc lóc thảm thiết. Vì tử tráng hừ một một tiếng, dùng hai tay cầm lấy, thoáng chốc cảm thấy trường kiếm rất nặng, hắn thấy Vân mộng trạch toàn thân nâu đen, như một cây hắc mục, gật đầu liền nói, lợi hại thật sự không phải vật thường. Hắn chậm rãi rút lưỡi kiếm ra, lưỡi kiếm mới ra khỏi vỏ được một nửa, liền nghe ong ong không ngừng bên tai, vì tử trắng cả kinh nói, nó. Nó đang cảm nhận được nội lực của ta. Lư Vân mấy ngày nay cũng đang thưởng thức thanh kiếm này, tự biết trong đó ao diệu, lập tức cười nói, điều khiến người sợ hãi còn ở phía sau. Người rút kiếm ra, vì tử tráng không dám chậm trễ, thoáng chốc rút kiếm ra khỏi vỏ, trong giây lát căn phòng rực rỡ, nước gợn lưu động, phẳng phất trong nhà nổi lên một hồ nước lớn, khiến vi tử tráng choáng váng. Vi tử tráng tuy không phải người dùng kiếm, nhưng cũng từng luyện tập võ đang lưỡng nghi kiếm pháp, có một số hiểu biết về kiếm thuật. Hắn chưa từng thấy qua binh khí quỷ dị như thế, nhìn không được cả kinh nói, ánh sáng này rất kỳ quái. Đây, đây là có chuyện gì? Lưu Vân tiếp nhận trường kiếm, gác ở trên bàn, ánh sáng dần dần nhạt đi, biến thành một cục gang xám không chút nào thu hút. Vì tử tráng càng khó hiểu, chỉ là phỏng đoán không ra, hắn muốn hỏi Lưu Vân, lại thấy hủ nho này mỉm cười cự tuyệt. Vì tử tráng biết hắn úp úp mờ mờ, dụ dỗ khẩu vị của mình, lập tức tức giận nói, được rồi, chúng ta đến gặp hầu ra trước, không lại muộn mất. Đem vân mộng trạch treo ở trên eo, liếc xéo Lưu Vân một cái, mắng, người không nói rõ, kiếm này tuyệt đối không trả lại ngươi. Lư Vân cười lớn, khóa cửa trước khi rời đi, trước khi đi chợt thấy vô tự thiên thư kia còn đặt ở cửa sổ, Lư Vân thầm nghĩ, không biết là ai đánh rơi ở nơi này, chẳng lẽ là định viễn. Không được, sắp tới có rất nhiều người, tìm người hỏi thăm một chút. Lập tức để sách vào trong ngực. Lư Vân quay người khóa cửa, cuối cùng liếc mắt một cái nhìn lại, ánh mặt trời chiếu rọi chữ hỉ trên tường, Kim vàng đỏ rực, hỉ khí dương dương, chiếu rọi đến tươi đẹp bắt mắt như thế, chiếu vào trong mắt, lại động lại rất lâu. Một đường đi đến Liễu phủ, cả hai người đều cười lớn, vì Tử Tráng là người từng trải, nếu thực sự muốn mua vui cho mọi người, tất nhiên là mọi thứ đều có thể. Lư Vân cũng đã thu được rất nhiều kiến thức. Đang đi chợt nhìn thấy một chiếc xe ngựa trước mặt đi tới, theo sau các nam tử nho sinh, ngồi trong xe có một vị lão giả uy nghiêm, nhìn qua rất quen mắt, Lưu Vân nhìn vài lần, bỗng nhiên nhận ra người này, thấp giọng nói, đây không phải Quỳnh Quốc trượng sao? Vì tử tráng mỉm cười nói, nhãn lực chi châu thật tốt, đúng là Quỳnh lão gia tử. Lư Vân nhìn xung quanh không có dấu hiệu cung kính, cũng không có binh lính quan sai, không khỏi có chút kinh ngạc, vội nói. Hoàng thân quốc thích, sao ra cửa không có cỗ kiệu nghi thức? vì từ tráng thở dài nghe hầu ra nói vị quỳnh lão gia này nay không bằng xưa lần trước chuyện quỳnh quý phi phạm sai lầm sau lại chạy trốn không thấy bóng dáng thái hậu tức giận nên bỏ nghi thức bên cạnh quốc trường. nhìn xem bên cạnh đều là đồ đệ tử vân hiên quan sai đều không có quỳnh quốc trượng đó là quỳnh võ xuyên người này là công thần sáng lập học đường thư phòng tử vân hiên là phụ thân của sùng phi triều võ anh hoàng đế được Thái Hậu sủng ái. Chỉ là năm trước bùng nổ đông sường đại hỏa, Quỳnh Quý Phi bị kéo vào, không nghĩ lại còn hại đến chính cha mình. Lư Vân nhìn thấy một thanh niên nước da trắng nõn ngồi cạnh Quỳnh Võ Xuyên, hắn khoảng 13, 14 tuổi, mặc áo tím, trường bào tím, khăn trùm đầu cũng màu tím, khí chất cao quý lộ ra một sự tuấn mỹ, không khỏi trong lòng tò mò, nói, Nam Hải thật đẹp, hắn là ai? Vì tử tráng cười nói, Nam Hải cái gì, ánh mắt nhìn nữ nhân của huynh đệ cũng thật tệ. Đứa nhỏ này gọi là Quỳnh Phương, là cháu gái Quỳnh Quốc Trường. Chỉ là ra nuôi nàng ta như một nam nhi, nên lúc nào cũng ra vẻ nam trang. Lư Vân lòng tràn đầy kinh ngạc, việc gà mai báo sáng bậc này chỉ đọc được trong sách, không ngờ được tận mắt nhìn thấy, không khỏi mở to mắt. Thiếu nữ kia đôi mắt trong veo, một đôi đồng tử hắc bạch phân minh, ngồi ngay ngắn trên xe, tuy chỉ bằng tuổi quyên nhi, lại như ông cụ non. Nàng thấy Lư Vân ngưng mắt nhìn chính mình, cũng mỉm cười đáp lại, ánh mặt trời rực rỡ, khăn tím chùm đầu càng thấy bắt mắt. Lư Vân hơi tỉnh lại, đã như tới mấy năm trước hắn cùng ngũ định viễn bị đuổi giết gần như sắp bị bỏ mạc ở Kinh Thành, đã từng gặp một môn nhân tử Vân Hiên ở Khách Điếm. Lúc ấy một thiếu nữ luân phiên chọc ghẹo hoa sơn song quái, dường như chính là vị cô nương xinh đẹp nữ giả nam trang này. Bốn mắt hợp nhau, khoảnh khắc vụt qua, đoàn xe đã đi qua. Lư Vân hỏi, đêm nay yến khách, Quỳnh Quốc trưởng cũng tới sao? Vì tử tráng cười nói, đó là đại yến ngày sau, chúng ta hôm nay là gia yến. Chỉ mời người một nhà. Lư Vân ồ một tiếng, đang định nói gì đó, lại thấy phía sau bụi đất nổi lên, xe của Quỳnh Quốc trưởng di chuyển chậm rãi, chặn con đường lại, nhiều xe lao tới phía sau, chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ và tiếng la hét kỳ quái, nối tiếp nhau, xe bốn bánh do bỏ kéo, xe ghế cao do la kéo, xe hai bánh do người đẩy, đẩy tớ lui tới, ồn ào tứ phía, khiến Lưu Vân choáng váng. Một lúc sau, con đường dần trở nên vắng vẻ, Lư Vi hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, liền lại một trước một sau rời đi. Đi được tới ngõ nhỏ Vương phủ, đã gần Liễu Môn gia đình răng đèn kết hoa, trước cửa ngựa xe như nước, có rất nhiều người qua lại, đám người tả tổng nghĩa đã đến, phủ đại đô đốc vẫn như trước, vẫn là tôn quý khí phái. Tả tổng nghĩa vẫy tay cười nói, đây không phải là lư chi châu sao? Ngươi là người đến muộn nhất, phạt hai chén. Vì tử tráng bước nhanh đi trước, cười nói, nói gì vậy? Người ta bị thương ở thiếu lâm tử, công lao như vậy, người còn muốn phạt. Tả Tòng Nghĩa cười nói, rượu phạt không uống, uống rượu mừng, cũng không có gì khác biệt. Vì tử tráng phi một tiếng, lại không đáp lời. Trong khi mọi người đang nói cười, Lưu Vân đi sau, mắt thấy vài tên gia đình xếp hàng trước cửa, đều chờ chính mình tiến vào. Lưu Vân duỗi tay phẩy phẩy, nắng có chút nóng, quan bào trên người lại dày, thân thể đổ mồ hôi, hắn ngáp một cái, chậm rãi bước vào cửa, nhìn lại lần cuối trước khi bước vào, hôm nay kinh thành trời xanh mây trắng, thiêu nữ đang vui đùa bên kia đường, giờ khắc này an tường yên tĩnh như thế, khiến người ta bất giác mỉm cười. Bước vào, cuối cùng, cánh cửa liễu môn đóng lại. Lưu tại trước mắt chỉ còn một màu đỏ như máu, là màu của cánh cửa. 4. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn